Con chào các cô và các bạn đến với buổi thuyết trình của con là như mọi người đã biết con là Lý Minh Hiếu, con học lớp 631 đến từ trường Greenfield và hiện tại con đang ở Eco Park. Sản phẩm của con thì là có thể rất là đơn giản là bình thường thôi, nó là calculator, nó dịch ra tiếng Việt là máy tính. Bây giờ thì cassette chạy chương trình chương trình thì nó sẽ có một cái ô màu cam, hoặc là nói cách khác là một cái ô ô nhập vào để khi mà mình ấn những cái số nhập ấn những cái chữ số từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì nó sẽ in ra ở trong này. Nếu mà muốn xóa số thì là thay vì dùng nút AC hoặc là dùng nút C như các bạn khác thì là con lại cho một nút mà nó khá khá là kinh dị là viết số thành với cả khi mà ấn vào viết số thì là nó sẽ xóa tất cả mọi thứ luôn. Ở đây thì là con có phép chia, con còn có cả phép nhân, con có phép trừ, con có phép cộng và con cũng có hàm căn nữa. Với cả hàm căn này nó có thể dùng dùng được nhiều lần. Cách thứ nhất là con có thể ấn ấn một số với cả con ấn căn thì là nó sẽ ra kết quả. Con có thể ấn căn tiếp thì nó ra kết quả tiếp theo. Cách thứ hai là con có thể ấn ấn vào căn sau thì ấn vào một số rồi cuối cùng con in ra bằng như thế. Nhưng mà hiện tại là nó đang hơi bị lỗi cho lắm. Còn con cũng có hàm mũ nữa, đương nhiên là sẽ có. Ở đây là thay thay vì là ấn ấn nhân chia cộng trừ thì lại lại báo là mấy cái số nhầm lại báo là một số trọng của bạn hàng nhầm của bạn Hào thì là cứ mỗi khi mà ấn dấu này mà lại không có số thì là nó sẽ báo lỗi là cần số thứ nhất. Ví dụ như là con nhập số 9 trừ đi nhưng mà lại không có số nào trừ thì là con lại ấn nhập nhưng mà con lại không để số nào để trừ thành rồi con ấn vào dấu bằng luôn thì nó sẽ in ra là cần số thứ hai. Thì là cái chức năng mà con thấy là nó nổi nổi bật nhất trong chương trình của con là con có cái dấu thập phân ở cái góc này với cả nó có thể tính được thập phân rất rất là đúng. Nhưng mà thỉnh thoảng thì nó cũng báo báo ra là nó cũng báo ra là bảy bảy chấm, ví dụ con nhập là 1.3 nhân với 6 thì nó sẽ ra 7.8. Nhưng mà thỉnh thoảng là nó hơi bị lỗi với cả thành ra là chữ số cuối cùng nó bị đổi một chút. Có một điều mà con cũng không không làm được là con không thể cộng trừ được ba số hạng cùng một lúc. À đây con nhập lại. Nó chỉ thực hiện được hai hai phép tính cuối cùng thôi. Trong tương lai thì là con lại muốn muốn phát triển bài của con bằng cách là có thể điều khiển số giữa âm và dương. Hiện tại thì là con chỉ có thể nhập số thập phân dương hoặc là số nguyên dương thôi, nhưng mà thực ra là mình vẫn có thể nhập âm bằng cách là ấn dấu trừ trên bàn phím, nhấn trực tiếp vào cái ô nhập luôn. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy cô và các bạn vì đã lắng nghe. Bây giờ thì là con mời các bạn và thầy cô nhận xét ạ.